Càng gần thời điểm rằm tháng 8, sức mua của người tiêu dùng đối với mặt hàng bánh trung thu lại tăng cao. Bên cạnh những loại bánh truyền thống thì nhiều loại bánh giá rẻ hoặc là bánh được nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng được bày bán công khai, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái này là 889, em giảm còn 850. Còn cái này là 1.090, em giảm còn 950. Mua càng nhiều, chiết khấu càng cao. Dù là bánh ngoại nhưng trên bao bì những hộp bánh trung thu trứng chảy không hề có tem nhãn phụ bằng chữ tiếng Việt, không rõ đơn vị nhập khẩu. Người tiêu dùng rất khó để hiểu rõ thành phần, tiêu chuẩn cũng như ngày sản xuất, hàng sử dụng. Còn chất lượng thì người bán nói sao biết vậy. Rồi. Mình giao người bán hàng. Chứ còn để mình biết thì chắc chắn ở trong bao bì mình cũng không thể biết được, hoặc là mình đọc thêm thì nó đa số nó viết toàn tiếng nước ngoài ấy. Mình cũng không thể biết được. Mình chọn cái bánh Đài Loan mà mình mua thì không, mình không thấy cái những cái mà về cái tên, thì mình đặt niềm tin vào cửa hàng nơi mình mua hàng là mình chắc chắn một điều đó là an toàn. Vài năm trở lại đây, bánh trung thu trứng chảy trở thành sản phẩm ưa chuộng của nhiều người tiêu dùng. Một hộp 8 bánh có giá trên dưới 1 triệu đồng. Thế nhưng có cửa hàng đã bán hết chỉ trong vòng 1 tháng trước rằm. Sức hút của bánh nhập ngoại là thế, nhưng chất lượng liệu có đảm bảo? Qua kiểm tra cơ sở này, người bán không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Việc mua bán được thỏa thuận bằng miệng, người bán cũng chỉ biết đặt niềm tin vào người bán lẻ trực tiếp cho mình. Cũng có một số loại cao cấp thì hiện tại thì mình chưa cung cấp được hóa đơn, là vì cái đó thì mình sẽ nhờ tiếp viên và những người bạn của mình trực tiếp ở bên Đài Loan để người ta xếp hàng mua và xách tay về. Từ vài triệu đến vài nghìn đồng, bánh trung thu trứng chảy Đài Loan loại mini được đặt mua qua mạng từ 5.000 đến 7.000 đồng một cái, không rõ thành phần, không rõ tem phụ. Đáng nói, hạn sử dụng được quảng cáo là kéo dài 90 ngày, gấp nhiều lần hạn sử dụng của những chiếc bánh trung thu bình thường, còn ngày sản xuất được ghi là xem trên bao bì. Do đó, các công ty phân phối có thể đổi ngày sản xuất để bánh còn hạn sử dụng. Hơn nữa, với giá rẻ đến khó tin như vậy thì chất lượng bánh không ai dám đảm bảo. Thì nhiều người có thể tự do đặt các cái mặt hàng bánh trung thu này qua mạng xã hội. Thì với yêu cầu thì từ hình thù cho đến nhân bánh, hương vị, điểm chung của các loại bánh này là đều kiểu mẫu đẹp và bắt mắt, giá thành rẻ. Còn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm thì vẫn là ẩn số vì các sản phẩm này chưa được quản lý một cách chặt chẽ. Muốn bảo quản dài thì nó phải bỏ các cái chất gọi là chất bảo quản này, rồi là thậm chí là những cái chất là chống, gọi là chống nấm này, chống mốc vào, đúng không ạ? Mà một cái bánh mà trong cái điều kiện là Việt Nam mình là thời tiết là nó nóng ẩm như thế này thì cái hạn sử dụng nó chắc chắn là nó sẽ phải giảm đi nữa. Mà một cái bánh người ta quảng cáo là để đến 90 ngày thì thử hỏi là cái những cái chất gì nó đã cho vào đấy để nó có thể bảo quản trong một cái thời gian kéo dài là trong vòng 3 tháng mà không bị ảnh hưởng cái cảm quan gì đến cái chất lượng của cái bánh. Trước sự đa dạng của thị trường bánh trung thu, người mua cần tìm hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ để tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe.